Năm 1945, ngay sau khi Thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc, Mỹ và Liên Xô bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh lạnh kéo dài gần 50 năm. Trong quá trình đó, để chứng minh sức mạnh quân sự của mình, cả hai bên đã thi nhau đổ bộ lên mặt trăng. Tuy nhiên thật kỳ lạ, cuộc đua đổ bộ lên mặt trăng lại đánh dấu chấm hết sau khi một bên vừa đáp lên mặt trăng không lâu. Cho đến khi Liên Xô giải thể, Mỹ bắt đầu giải mã những dự án bí mật trước kia, mọi người mới bừng tỉnh ngộ phát hiện ra rằng hai nước Mỹ Xô sau cuộc đua lên mặt trăng đã từng thực hiện những cuộc đua ngầm càng khó tin hơn nữa. Những năm 1970, Mỹ đã sốc khi phát hiện Liên Xô đã chi 60 triệu rúp mỗi năm, tương đương với 758,4 triệu đô Mỹ hiện nay cho các nghiên cứu về nhận thức ngoại cảm, cũng thường được gọi là giác quan thứ 6. Đồng thời cũng nghiên cứu các loại siêu năng lực khác như thần giao cách cảm, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Do Liên Xô đã xếp các loại nghiên cứu này vào loại tối mật, khiến cho Mỹ càng xem trọng hơn. Và thế là năm 1972, Mỹ cũng đầu tư vào nghiên cứu nhận thức ngoại cảm. Không nghiên cứu thì thôi, một khi nghiên cứu Mỹ phát hiện, những người tham gia thử nghiệm đúng là có thể thông qua sức mạnh tâm linh, đưa ý thức của mình phóng đến bất cứ nơi nào trên trái đất. Sau đó có thể nhìn thấy, nghe thấy bất cứ điều gì xảy ra trên đối tượng mục tiêu. Thậm chí đỉnh hơn nữa, còn có thể rời khỏi trái đất. Chuyện này đã truyền đến tai Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA. Họ rất có hứng thú, vì vậy cũng đã tham gia vào nghiên cứu, đồng thời tích cực tìm kiếm những người phù hợp, lập thành một đội ngũ tâm linh. Vốn dĩ CIA muốn dựa vào đội ngũ này để giao thị căn cứ bí mật của Liên Xô. Nhưng trong quá trình giao thị đó, thì một trong những người tham gia thử nghiệm không biết vì sao lại vô tình bị thút bởi một dãy núi. Dãy núi nằm ở Alaska, vị trí rất hoang vu. Trên đó không những không có bất cứ kiến trúc nào, mà thậm chí đến nửa bóng người còn không có. Tuy nhiên, người tham gia thí nghiệm lại cảm thấy dãy núi này có gì đó không bình thường. Và thế là anh ấy đã vào trong dãy núi và bất ngờ phát hiện ra một căn cứ khổng lồ, bên trong có rất nhiều thiết bị công nghệ cao. Trọng điểm là phía tạo nên khu căn cứ này không phải là con người. Và thế là CIA đã đầu tư nhiều nguồn lực hơn tích cực điều tra, và rồi họ phát hiện, hóa ra mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo đây, chúng ta cùng quay ngược thời gian về hơn 20 năm trước. Năm đó, CIA đã công bố một hồ sơ giải mật gây sốc. Năm 2000, do đảo đặt tự do thông tin mà CIA không thể không công khai dự án Stargate. Căn cứ theo thông tin giải mật này, khi Mỹ biết được Liên Xô đang nghiên cứu nhận thức ngoại cảm của con người, đã lập tức thành lập dự án Stargate. Dự án này chủ yếu cho viện nghiên cứu Stanford phụ trách. Để đề phòng cẩn thận, còn tìm hai nhà khoa học đến chỉ đạo kế hoạch. Họ là Harold Puthoff, người đi đầu trong cơ học lượng tử, và Russell Thass, nhà vật lý học. Bước đầu tiên của kế hoạch là cần phải chứng minh con người có nhận thức ngoại cảm. Nói một cách đơn giản thì chính là phải xác định trước xem con người rốt cuộc có siêu năng lực không đã. Và thế là họ đã tìm đến họa sĩ Ingo Swann. Người này còn có một thân phận khác, đó là nhà ngoại cảm. Nghe nói anh ta có khả năng giao thị, có thể nhìn thấy sự vật ở cách xa hàng mấy km. Thế nhưng nhà khoa học Harold lại tỏ ra nghi ngờ. Vì vậy họ đã thiết kế một bộ thí nghiệm để xác minh Swann. Thí nghiệm vô cùng đơn giản. Khi thí nghiệm thì Swann sẽ vào một không gian kín, có để màn hình giám sát. Ở đó có một cái ghế cho Swann ngồi. Phía trên nơi cách ghế 4 mét có một tấm bảng. Trên đó có hai hình vẽ. Swann bắt buộc phải làm cho ý thức rời khỏi thân thể đến phía trên tấm bảng và nhìn hình vẽ. Cuối cùng thì vẽ hình đó ra. Trong quá trình đó, các nhà khoa còn kết nối máy dò sóng não với đầu của Swann để theo dõi sóng não của anh ta theo thời gian thực. Vì vậy sau khi mọi thứ đã được sắp xếp, thí nghiệm cuối cùng cũng bắt đầu. Mấy phút sau, Swann đã vẽ ra hai bức hình. Mặc dù anh ta vẽ không chính xác 100%, thế nhưng kết quả như thế này vẫn khiến cho các nhà khoa học tại đó khá sốc. Và thế là họ lại tiến hành tiếp một số thí nghiệm nữa. Và Swann thì luôn duy trì ở mức chuẩn xác khoảng 65% trở lên. Không chỉ vậy, các khoa học gia còn phát hiện mỗi lần Swann giao thị thì sóng não của anh ta đều dao động dữ dội. Về sau đó, vì để tăng thêm độ khó cho thí nghiệm, các nhà khoa học thậm chí còn đưa hình mẫu lên phòng trên tầng, nhưng Swann vẫn vẽ ra được chuẩn xác. Tuy nhiên, các khoa học gia vẫn cảm thấy hoài nghi đối với sự việc này. Họ cho rằng liệu có phải trong quá trình thí nghiệm đã bị rò rỉ chỗ nào không? Thế là bèn quyết định nâng cấp độ khó của thí nghiệm. Họ đã đổi hình ảnh thành tọa độ, rồi cho tọa độ vào một phong bì. Và rồi không lâu sau, Swann đã vẽ ra một hòn đảo nhỏ. Việc này đã khiến cho chuyên viên nghiên cứu rất kinh ngạc, bởi vì Swann không chỉ đã chứng thực rằng anh ta có khả năng nhìn xuyên thấu chiếc phong bì, thậm chí còn có thể căn cứ theo tọa độ trong phong bì mà giao thị đến vật mục tiêu chính xác. Một nhân viên nghiên cứu lúc đó đã nảy ra một ý tưởng, muốn thử xem Swann có thể giao thị được khoảng cách xa nhất là bao nhiêu. Và thế là họ đã viết ra tọa độ của hành tinh bên ngoài trái đất. Điều kinh ngạc đó là Swann đã trả lời đúng. Trong vô số thí nghiệm, Ingo Swann nổi tiếng nhất đó là biết trước được sự tồn tại của vành đai sao Mộc. Lúc đó rất nhiều người đều không tin là sao Mộc có vành đai, và còn cho rằng lần này Ingo Swann đã gây ra một trò cười lớn. Cho đến năm 1979,
Sau khi tàu thăm dò Voyager 1 xác nhận là sa mộc đúng là có vành đai, thì mọi người mới chợt nhận ra là Angle Swan nói đúng. Trọng điểm là căn cứ theo cách nói của Angle Swan, trên mặt trăng và sao hỏa có tồn tại nền văn minh cao cấp. Về phần này trước kia chúng ta có từng nói đến rồi, bạn nào quan tâm có thể xem lại nhé. Bởi vì trong những lần giao thị từ sau đó, CIA không chỉ xác nhận trên mặt trăng và sao hỏa có di tích, họ thậm chí phát hiện trái đất dường như đã bị ai đó can thiệp vào rồi. Năm 1973, dự án Stargate đang được triển khai rầm rộ. Lúc này, một nhân viên đã nghỉ hưu tên Pat Price đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Hóa ra người này trước khi nghỉ hưu đã từng dựa vào giác quan thứ 6 mà phá được nhiều vụ án. Và thế là dự án Stargate cũng đã tìm đến ông ấy. Sau này ông ấy và Swan đã trở thành cặp đối tác tốt nhất. Có một lần, chuyên viên nghiên cứu đã sắp xếp hai người vào trong cùng một căn phòng và đưa cho họ một chiếc phong bì có ghi tọa độ. Sau khi hai người giao thị xong, trước tiên Pat nói rằng: "Tôi đã nhìn thấy hai bãi cỏ hình tròn thông nhau. Trên bãi cỏ có một tòa nhà mái vòm, bên cạnh còn có rất nhiều anten. Trong tòa nhà bên cạnh có rất nhiều nhân viên, họ đang vận hành các loại máy móc tinh vi. Còn có một căn mật thất, bên trong có chứa rất nhiều hồ sơ, trên đó có viết những mã hiệu rất kỳ lạ. Bóng cái, 14 bóng, 8 bóng." Lúc đó, sau khi nghe xong Pat miêu tả, chuyên viên nghiên cứu đã rất thất vọng, bởi vì tọa độ trong phong bì lần này thực ra là căn nhà nhỏ nghỉ dưỡng của người nhân viên này. Thế nhưng ngay sau đó, Swan cũng miêu tả cảnh tượng tương tự. Cũng tức là nói, hai người đều đã sai rồi. Không phải nói là họ không thể sai, nhưng mà miêu tả sai của hai người lại giống nhau đến vậy. Điểm này rất kỳ lạ. Và thế là chuyên viên nghiên cứu lập tức bắt tay vào điều tra. Và rồi họ phát hiện, trên ngọn núi cách căn nhà nghỉ dưỡng vài dặm, có một trạm nghe lén quy mô lớn gọi là Sugar Grove, với nhiều kính viễn vọng vô tuyến trên đó. Trạm nghe lén này thuộc sở hữu của cơ quan an ninh quốc gia, chủ yếu được dùng để chặn tín hiệu vệ tinh của Liên Xô, là một trong những bí mật an ninh quốc gia. Rất rõ ràng, lúc đó Swan và Pat có thể đã coi nơi này là vật mục tiêu. Điểm quan trọng là lần thí nghiệm này còn kinh động đến CIA, bởi vì hồ sơ mà hai người nhìn thấy và miêu tả lại là bí mật trong những bí mật. Chỉ có rất ít người biết được bí mật này. Nhưng Swan và những người khác lại có thể dựa vào khả năng giao thị, tự do ra vào căn cứ quan sát hồ sơ mật. Vì vậy, CIA tự hỏi liệu họ có thể thông qua giao thị mà thăm dò tình báo của Liên Xô hay không. Vừa hay mấy ngày trước, CIA đã có được hình ảnh vệ tinh. Họ cho rằng rất có thể Liên Xô đang tiến hành thử thí nghiệm hạt nhân. Vì vậy, vào tháng 4 năm 1974, dưới chỉ thị của CIA, Pat đã giao thị Liên Xô lần đầu tiên. Pat nói: "Tôi nhìn thấy một vài căn nhà gạch cao 3 tầng. Thời tiết ở đây thật ấm áp. Tôi rất thích cái cảm giác tràn ngập ánh nắng này." Đột nhiên âm thanh máy móc chuyển động đã thu hút sự chú ý của Pat. Ông nhìn theo thì lại thấy một chiếc cần cầu loại lớn. Nó dựa vào 8 chiếc bánh xe lớn chạy trên đường ray, mỗi bánh xe cao đến 3 mét. Lúc này, điệp viên CIA đang đứng bên cạnh gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bởi vì những gì mà Pat miêu tả đều phù hợp với ảnh vệ tinh. Vì vậy điệp viên đã ra hiệu, yêu cầu Pat vào tòa nhà bên cạnh để nhìn xem phía bên trong đó có thứ gì. Pat nói đây là một nhà máy. Người ta đang sử dụng các mảnh kim loại nặng để lắp ráp một quả cầu kim loại khổng lồ có đường kính 18 mét. Nhưng dự án không diễn ra suôn sẻ. Trong quá trình hà nối họ đã gặp vấn đề, quả cầu kim loại đã biến dạng. Vì vậy, họ đang tìm một loại nguyên liệu hàn nhiệt độ thấp. Do Pat không thể xác định được chức năng của quả cầu kim loại, cho nên sự việc này sau đó cũng để đấy. Cho đến mấy năm sau, CIA đã có trong tay thông tin về nhà máy và xác định rằng ở đó thực sự có một thiết bị ngăn chặn hạt nhân đường kính 18 mét. Do thiết bị lỗi nên không thể hoạt động bình thường. Việc xác nhận thông tin này khiến CIA nhận thấy không thể bỏ qua khả năng của Pat, nên họ quyết định thuê Pat vào làm việc tại CIA. Họ sẽ thực hiện những nhiệm vụ bí mật hơn nữa. Căn cứ theo tài liệu chúng tôi nắm bắt được, năm 1974, một năm sau khi sĩ quan cảnh sát đang nghỉ hưu Pat Price tham gia dự án Stargate, thì đã chính thức được CIA thuê làm việc. Đây có lẽ là hoạt động gián điệp có chi phí thấp nhất trong lịch sử CIA. Mặc dù tỷ lệ chính xác của Pat không phải là 100%, thế nhưng ông ấy vẫn có tỷ lệ thành công cao đến 85%. Trong tình trạng không bị kẻ địch phát hiện ra mà có thể nắm bắt được tình hình của địch, đây là sự giúp ích rất lớn cho Mỹ. Tuy nhiên, 3 tháng sau khi Pat tham gia vào CIA, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ giao thị Liên Xô, ý thức của Pat đột nhiên bị thu hút về phía núi Hays. Núi Hays nằm ở phía đông Alaska, Hoa Kỳ và là đỉnh núi cao nhất của dãy Alaska. Do vị trí địa lý và các yếu tố khác, nhiệt độ mùa đông ở núi Hays có thể giảm xuống âm 20 độ, nên thường thì ở đây hầu như không có hoạt động của con người. Nhưng mà giờ đây, Pat không thể nào dịch chuyển ý thức của mình ra khỏi núi Hays được. Vì vậy, ông ấy đã đẩy ý thức của mình tiến vào trong núi. Và ngay giây tiếp theo, ông ấy đã đến một không gian rộng lớn chứa đầy máy móc. Những máy móc này rất tiên tiến, bên cạnh còn có những sinh vật đang vận hành chúng nữa.
Thân hình những sinh vật này rất nhỏ, chân tay mảnh khảnh, nhưng lại có cái đầu to không cân xứng. Xem đến đây Park đã rất sốc. Dù gì thì con người những năm 1975, thông thường họ cho rằng không có người ngoài hành tinh. Càng khiến cho Park chết lặng hơn nữa là trong một nhóm người ngoài hành tinh, ông ấy còn nhìn thấy con người. Hơn nữa những người này còn mặc quân phục. Hơn nửa tháng sau, vì lý do cá nhân, Park đã đến Las Vegas. Tại sảnh của khách sạn Stardust, ông ta bất ngờ bị ai đó tông phải. Lúc này ông cảm thấy đùi đau nhức, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Và rồi ngày hôm sau, 14 tháng 7 năm 1975, Park được người ta phát hiện đã chết tại khách sạn. Thông qua 24 giờ điều tra không chuyên chớp nhoáng, cảnh sát đã kết luận một cách chuyên nghiệp rằng nguyên nhân cái chết của Park là do bệnh tim. Điều nực cười hơn nữa là What's really strange about Pat Price's death is that the hospital didn't even notify the wife and they had him cremated. Xem mà cái chết của Pat Price vốn không đơn giản. Skip Edgewater từng là viện trưởng của Viện Monroe. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu các lĩnh vực siêu tự nhiên như ý thức của con người. Ông Skip cũng từng đảm nhận nhiệm vụ người hướng dẫn hạt giống cho dự án Stargate, chuyên đào tạo những nhân viên tình báo tiềm năng trở thành người có khả năng giao thị. Năm 1975, 5 ngày sau cái chết bí ẩn của Pat, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức Skip đang trong giấc ngủ say. Muộn thế này rồi không biết còn có tên khốn nào vậy. Skip tức giận xông ra mở cửa thì lại nhìn thấy Harrow, một trong những nhà khoa học dẫn đầu dự án Stargate. Harrow nói có lẽ anh sẽ có hứng thú với thứ này. Ông vừa nói vừa đưa tài liệu qua cho Skip. Căn cứ theo cách nói của Skip, lúc ông ấy dở tài liệu xem qua, ông ấy đã sốc khi biết rằng tất cả những tài liệu này đều là báo cáo giao thị của Pat khi còn sống. Và trong đó có bao gồm việc Pat phát hiện dưới núi Hayes có dấu căn cứ của người ngoài hành tinh. Hóa ra lúc đó, Pat từng bí mật ghi lại nhật ký giao thị của mình, đồng thời giao nó cho nhà khoa học Harrow cất giữ. Xem ra, ông ấy dường như cũng cảm thấy mình không được an toàn cho lắm. Trọng điểm là bản thân ngọn núi Hayes cũng là một nơi không yên tĩnh. Trong video nói về dự án Harp, chúng ta từng chia sẻ, ngoài tam giác Bermuda nổi tiếng ra, thì còn có một địa điểm bí ẩn nữa tên là tam giác Alaska. Nó nằm ở góc Tây Bắc của Bắc Mỹ. Trong mấy thập kỷ qua, số người biến mất tại đây đã hơn 16.000 người, nhiều gấp đôi so với những nơi khác trên nước Mỹ. Thậm chí còn có hai chiếc máy bay mất tích khi bay qua bầu trời tam giác Alaska. Lúc đó Mỹ còn cử một lượng nhân lực lớn đi tìm kiếm. Nhưng về sau đó thì đến một mảnh máy bay cũng không tìm thấy. Không chỉ là sự kiện biến mất bí ẩn, khu vực này cũng thường có người chứng kiến UFO thoát ẩn thoát hiện. Hơn nữa, căn cứ người ngoài tinh trong núi Hayes mà Park giao thị được chính là nằm tại vị trí trung tâm của tam giác Alaska. Quan trọng hơn nữa là, căn cứ theo ghi chép của Park, ngoài núi Hayes ra, ông ấy còn phát hiện ba căn cứ khác của người ngoài hành tinh. Lần lượt ở núi Perdido ở Tây Ban Nha, núi Niangani ở Zimbabwe và núi Geo ở Australia. Do chuyện này cực kỳ quan trọng, thêm nữa là tỷ lệ giao thị chính xác của Park là rất cao. Vì vậy hai người đã báo cáo ngay lên cấp trên, đồng thời dưới sự hỗ trợ của lục quân Hoa Kỳ khởi động dự án 8200. Mục đích là để xác minh căn cứ ngoài hành tinh mà ông Park để lại khi còn sống. Tuy nhiên, điều họ không cả ngờ tới được là cuộc điều tra này lại liên quan đến càng nhiều bí mật kinh hoàng hơn nữa. Nhưng trước khi nghe đến những bí mật này, chúng ta cần phải tìm hiểu về một nhân vật quan trọng trước đã. Joseph Marmonico vốn là một quân nhân cực kỳ ưu tú. Nhưng do không ai bị thương trong một lần tác chiến tại Việt Nam nên được điều động tham gia dự án Stargate và trở thành một người có khả năng giao thị. Năm 1979, Mỹ phát hiện một tòa nhà bất ngờ xuất hiện ở Severovitz trên bờ biển trắng của Liên Xô, cho nên đã cử Joseph giao thị để kiểm tra. Sau 20 phút im lặng, Joseph đột nhiên nói rằng đây là một nhà máy chế tạo tàu ngầm. Tôi nhìn thấy một chiếc tàu ngầm sắp hoàn thành. Nó rất lớn, chiều dài ít nhất phải 170m trở lên. Bên trên còn được trang bị nhiều dây ống dẫn tên lửa. Lúc đó CIA rất không hài lòng với kết quả giao thị của Joseph, bởi vì chiều rộng của tàu ngầm lớp Ohio do Mỹ chế tạo lúc bấy giờ là 13m. Thế nhưng tàu ngầm của Liên Xô mà Joseph miêu tả lại còn rộng hơn tàu ngầm lớp Ohio 10m. CIA không tin rằng Liên Xô có công nghệ có thể chế tạo một chiếc tàu ngầm quy mô lớn như vậy được. Thêm vào đó, nhà máy chế tạo mà Joseph miêu tả lại nằm cách rất xa vị trí cảng khẩu. Dựa vào những bức ảnh vệ tinh mới nhất lúc bấy giờ cho thấy, giữa nhà máy và cảng khẩu không có kênh đào. Nói một cách khác, cho dù Liên Xô có công nghệ chế tạo ra tàu ngầm khổng lồ đi chăng nữa, họ cũng không có cách nào vận chuyển tàu ngầm lên biển được. Vì vậy CIA cho rằng kết quả giao thị này của Joseph là không đáng tin cậy. Tuy nhiên vào năm sau, CIA lại kinh ngạc phát hiện Liên Xô đúng là đã chế tạo ra một chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới, tàu ngầm lớp Typhoon, thậm chí còn đào một con kênh cho nó nữa. Không còn nghi ngờ gì, sự việc này đã chứng minh khả năng giao thị của Joseph. Cho nên, khi CIA quyết định thực hiện dự án 8200, người đầu tiên họ nghĩ đến chính là Joseph. Năm 1982, Joseph đã đến thư viện như thời gian đã hẹn.
thư viện là biệt hiệu căn cứ dự án Stargate. Lúc đó, cấp trên đã đưa cho ông ấy một chuỗi tọa độ, và rồi Joseph liền bắt đầu tiến hành giao thị. Joseph nói, tôi đã nhìn thấy một ngọn núi cao. Nói rồi, Joseph đã vẽ vị trí của ngọn núi lên giấy. Sau đó nói tiếp, nhưng tôi nghĩ rằng mục tiêu không phải ngọn núi, mà là thứ trong núi. Ở đây dường như là một căn cứ. Mặc dù căn cứ nằm sâu dưới lòng đất, nhưng không khí lại rất trong lành. Tôi nhìn thấy một người đàn ông da sẫm màu, anh ta đang vận hành máy móc. Ở vị trí dưới đáy của căn cứ còn có rất nhiều ống dẫn. Trong ống có một loại năng lượng màu xanh lam kỳ lạ. Toàn bộ căn cứ có hình dạng bán nguyệt. Trên đỉnh có một thiết bị truyền dẫn, nó chịu trách nhiệm truyền dẫn năng lượng. Và ngọn núi này chính là núi Hayes. Tiếp sau đó, Skip đưa cho ông ấy tọa độ thứ hai, núi Perdido. Joseph nói, lối vào của ngọn núi này bị chặn bởi một nguồn năng lượng khổng lồ. Vì vậy, ông ấy đã mất rất nhiều thời gian mới vào được phía bên trong thân núi. Và rồi ở đây, ông ấy lại nhìn thấy sinh vật kỳ lạ. Điều khác biệt duy nhất là, những sinh vật này đều ở trong các vật chứa, chúng dường như đang ngủ đông. Tại một trong những không gian rộng lớn, Joseph còn nhìn thấy một số máy bay và một số công nghệ tiên tiến không thể miêu tả được chức năng của chúng. Mục tiêu giao thị tiếp theo là núi Niangani. Đây là một khu căn cứ mới, vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng. Thế nhưng điều khiến CIA ngạc nhiên đó là, phía xây dựng căn cứ này không chỉ có người ngoài hành tinh, bởi vì Joseph còn nhìn thấy cảnh nhiều trực thăng quân sự cẩu những container khổng lồ lên căn cứ. Điều này không khỏi khiến người ta nghĩ ngay đến giao thị của ông Pat. Ông ấy cũng từng nhìn thấy con người mặc quân phục. Nói cách khác, quan chức quân sự cấp cao dường như đã biết đến sự tồn tại của những căn cứ này. Nhưng có thể chắc chắn là CIA vốn không biết sự việc, bởi vì dự án Stargate và dự án 8200 đều do CIA chỉ đạo. Nếu như họ sớm đã biết thì cần gì phải điều tra nữa. Mục tiêu giao thị cuối cùng là núi Zio. Đây là căn cứ không một bóng người, nhưng dưới phần đáy của nó lại có nhiều ống chứa đầy năng lượng. Đợi chút, tôi hiểu rồi. Joseph đột nhiên rất kích động nói, những căn cứ này đang thu thập một loại năng lượng nào đó của trái đất. Anh biết là năng lượng gì không? Không biết, nhưng tôi biết ngoài núi Niangani ra, những căn cứ khác đều đã có từ rất lâu rồi. Khi con người còn đang ở trong thời kỳ nguyên thủy thì căn cứ đã có rồi. Vậy anh có biết họ đang dẫn năng lượng đến đâu không? Skip hỏi tiếp. Và rồi sau một hồi im lặng, Joseph cuối cùng cũng lên tiếng. Họ đưa năng lượng chuyển đến một bệ không gian. Bệ không gian này tương tự như trạm vũ trụ của con người. Cứ cách một khoảng thời gian, trạm vũ trụ sẽ tập trung năng lượng thu thập được và chuyển nó đến nơi sâu thẳm của sao Hỏa. Thời gian tiếp tục dừng lại ở năm 1984. Căn cứ theo cách nói của Joseph, khi nghe thấy căn cứ của người ngoài tinh trên trái đất lại có thể chuyển năng lượng lên sao Hỏa, cả nhóm nghiên cứu đều vô cùng chấn động. Vì vậy Skip đã lập tức ra chỉ lệnh, yêu cầu Joseph tiếp tục truy tìm xem năng lượng được chuyển tới nơi nào trên sao Hỏa. Sau đó thật ngạc nhiên, ông ấy đã nhìn thấy đầu tiếp nhận bên kia là một tòa kim tự tháp. Tôi buộc phải nhấn mạnh một lần nữa, mặc dù vào những năm 1980 đã có những sự kiện nhìn thấy UFO rồi, thế nhưng nhìn chung bầu không khí xã hội lúc đó là không tin có sự tồn tại của người ngoài hành tinh, chứ đừng nói đến việc Joseph còn nhìn thấy trên sao Hỏa có kim tự tháp. Tuy nhiên sự thật thường phũ phàng, bởi vì sau đó CIA đúng là đã tìm thấy tòa kim tự tháp này. Nó nằm cạnh một miệng núi lửa. Nhờ vào bóng của kim tự tháp, CIA thậm chí còn tính ra được chiều cao của kim tự tháp tận 20.000m, tương đương với hơn hai đỉnh Everest chồng lên nhau. Điều đáng chú ý là phía bên trong kim tự tháp, Joseph cũng đã nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhưng họ trông khác với người trên trái đất, họ rất cao lớn. Không chỉ Joseph nhìn thấy có nền văn minh trên sao Hỏa, mà căn cứ theo một tài liệu khác bị rò rỉ, rất nhiều nhà giao thị trong dự án Stargate đều từng nhìn thấy. Người giao thị B biểu thị, cảnh tượng tôi nhìn thấy không thuộc về hiện tượng địa lý tự nhiên của tinh cầu này, vật mục tiêu vô cùng cổ xưa. Nhà giao thị E biểu thị, anh ta đã nhìn thấy một tòa nhà rất cao. Một người giao thị khác thậm chí còn trực tiếp nói rằng, anh ta đã nhìn thấy kim tự tháp. Kim tự tháp được xây dựng lên vì một lý do nào đó. Phía trên có biểu tượng, có lối ra vào, không gian mở. Màu sắc tổng thể thiên về màu vàng cũng khá lâu rồi. Dọc theo đường thông vào phía bên trong, trước tiên sẽ nhìn thấy một đại sảnh. Phía trên đại sảnh còn có một không gian khác, ở giữa có một đường liên thông nhau. Phía dưới kim tự tháp còn có đường ống thần bí, cũng có một số máy móc kỳ lạ. Phần này rất giống với mô tả về bốn căn cứ trên trái đất. Joseph cũng từng nhắc đến khi giao thị núi Hayes, ông đã nhìn thấy rất nhiều đường ống thần bí và cả nhiều máy móc không biết công dụng của nó là gì. Do có quá nhiều người giao thị đều nhìn thấy cảnh tượng giống nhau, khiến cho một số người bắt đầu tin chắc vào sự tồn tại của căn cứ ngoài hành tinh. Thế nhưng cũng có người phản đối cho rằng, cũng không thể do có nhiều người nhìn thấy mà chúng ta bèn tin ngay được. Dù gì thì giao thị cũng không phải đúng 100%. Ví dụ, mặc dù Ingo Swann từng dự đoán thành công sự tồn tại của vành đai sao Mộc, thế nhưng đồng thời anh ta cũng từng nói mình nhìn thấy trên sao Mộc có núi cao. Thế nhưng sao Mộc là một hành tinh khí thì không thể có núi được. Nhưng cũng có người bào chữa cho Swann, cho rằng con người hiện tại không nghĩ là trên sao Mộc có núi được,
vốn không có nghĩa chắc chắn là sao Mộc không có núi thật. Cũng có thể dưới sự vận hành của một mắt xích chưa biết nào đó của vũ trụ, hành tinh khí cũng có khả năng hình thành nên cấu trúc giống ngọn núi. Nói một cách đơn giản, nhóm người ủng hộ này cho rằng kỹ thuật của con người vẫn chưa đủ để chắc chắn tất cả. Bởi vì trong một lần giao thị, Pat cũng từng miêu tả, ông ấy nhìn thấy một hồ bơi hình chữ nhật có diện tích 60x80 feet, bên cạnh còn có một ngôi nhà bê tông và hai tháp nước. Sau sự việc này, chuyên viên nghiên cứu đã xác nhận, ngoài hai thác nước là không có thì khung cảnh y hệt như Pat đã mô tả. Lúc đó mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao chỉ có sai sót ở thác nước? Và rồi trong một tấm ảnh cũ hơn 100 năm trước, họ đã nhìn thấy thác nước bị mất tích. Bức ảnh chụp vào năm 1913, còn thời gian mà ông Pat giao thị là năm 1974, lúc này thì thác nước đã bị dỡ bỏ rồi. Nói một cách khác, thứ mà Pat nhìn thấy là hình ảnh của quá khứ. Điểm trọng tâm là trường hợp giao thị xuyên việt thời gian này không chỉ có một, thậm chí còn có một nhà giao thị, Lynn Buchanan, từng biểu thị trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Yves Olinda rằng mình từng giao thị thế tương lai năm 2050. I found that in 2050 we have a largely agrarian society with very few cities. Population is very greatly reduced. What would cause this? I was wondering if there was going to be a war, and I had looked in that and I found no from things like poisoning the atmosphere. Và đúng 5 năm sau khi cuộc phỏng vấn này được phát sóng, dịch bệnh đã thực sự xảy ra. Cũng có người từng hỏi ông Joseph, nếu giao thị là có thật, vậy thì nguyên lý của nó là gì? Joseph trả lời, ông ấy cho rằng sở dĩ những người giao thị có thể nhìn thấy từ xa là vì trong vũ trụ có tồn tại một loại vật chất thần bí, dĩ thái. Nó có thể ghi lại bất cứ sự việc gì xảy ra trong thời không. Do quá khứ, hiện tại, tương lai đồng thời tồn tại. Vì vậy thông qua dĩ thái là có thể biết được bất cứ việc gì mà bạn muốn. Khái niệm này có phần giống với đám mây hay bản ghi Akashic. Mặc dù người giao thị cũng hay có sai sót, nhưng trong lịch sử cũng có rất nhiều trường hợp giao thị thành công. Ví dụ, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter từng thừa nhận, thông qua nhà giao thị Rosemary Smith, họ đã thành công tìm ra được một chiếc máy bay trinh sát của Liên Xô bị rơi ở châu Phi. Lúc đó, Rosemary Smith đã đưa một dãy tọa độ, và rồi tại tọa độ này, họ đúng là đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay trinh sát. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là ngay cả với vô số trường hợp thành công, thì vào năm 1995, Mỹ vẫn cho dừng dự án Stargate với lý do không đạt được thành tựu gì đáng kể. Có phải rất kỳ lạ đúng không? Nhưng càng kỳ lạ hơn nữa là, trong văn kiện giả mật năm 2000, CIA lại đổi giọng thừa nhận rằng, căn cứ theo kết quả thực nghiệm họ cho rằng, khả năng giao thị là một tài năng bẩm sinh của con người. Có lẽ là một loại khả năng tự vệ còn sót lại, nhưng phần lớn là bị xã hội ngày nay phớt lờ. Thế nhưng thông qua huấn luyện thích hợp, nó vẫn có thể được phục hồi. Xem mà lý do dự án Stargate bị hủy không phải là vì dự án đã thất bại, mà là vì dự án đã thành công rồi. Vậy còn các bạn thì nghĩ sao? Bạn có nghĩ rằng giao thị là tài năng bẩm sinh có thực không? Bạn đã từng nghe kể về trường hợp có khả năng giao thị nào chưa? Hoan nghênh mọi người bình luận chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.